Bà đang nấu gì đó? Kho thịt gà nấu canh. Dạ, kho thịt gà nấu Nấu canh. canh Dạ. Rồi ông bà thì ăn uống vẫn bình thường phải không ạ? À? Có rau. Dạ cái không. kiêng cữ đồ Dạ ăn không. mỡ, dầu mỡ gì Dạ không? dạ không. Ăn Dạ. được. Được ăn ít thôi chứ. Ăn ít ra, dạ. Kho thịt gà chẳng có gì ăn. Kho thịt gà mời một chữ ăn cơm. Dạ, cảm ơn ông bà. À, ngon quá. Xong rồi. Đặt cánh theo rồi ăn cơm. Dạ. Được chứ gọi chưa? Đặt dầu bỏ luôn đó. Hàng ngày. Ở đây không? À, gì?